Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Sao trái thanh long nhà bác lại to như này ạ? Đây, bí quyết của tôi đây. Xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Thưa quý vị, thưa bà con, đối với những người trồng rau ở thời điểm này thì gặp rất là nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, xen kẽ với đó là những ngày thời tiết nắng nóng rất là to. Vậy thì chăm sóc rau thời điểm này như thế nào để cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất thu hoạch cao thì nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Nhà nông thông thái ngày hôm nay. Chương trình xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, NBK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ đã đồng hành cùng chương trình. Ruộng rau này chỉ vài hôm nữa là có thể thu hoạch. Mặc dù gặp điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng các cây rau vẫn sinh trưởng phát triển rất xanh tốt. Để có được điều này, theo Thạc sĩ Nguyễn Xuân Điệp, bộ môn rau gia vị Viện Nghiên cứu Rau quả, người trồng cần áp dụng tốt những biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây ngay từ giai đoạn đầu trước khi trồng. Trồng rau trong cái mùa mưa thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta phải chọn đất. Những cái vùng đất mà có cái đất tơi xốp, thứ hai nữa là cái khả năng thoát nước tốt. Đất tơi xốp thì sẽ cái khả năng nó sẽ thoát nước rất là nhanh. Chúng ta nên hạn chế trồng rau trong mùa mưa ở những cái vùng đất mà sét hoặc là đất mà chai cứng, nó khả năng thoát nước kém, sẽ gây ra cái hiện tượng ngập úng và dẫn đến là rau chúng ta bị chết. Khi mà chúng ta đã chọn được vùng đất rồi thì chúng ta lưu ý là chúng ta làm đất kỹ và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái luống. Đối với mùa mưa, chúng ta làm luống trồng rau, chúng ta cần rất là lưu ý về cái chiều cao. Chiều cao của luống mà ở trong cái mùa mưa này thì chúng ta phải lên luống cao ít nhất là khoảng 30cm. Và thứ hai nữa là rãnh. Chúng ta phải làm rãnh nó rộng và rãnh nó phải dốc để khi mà có mưa xuống thì nước nó sẽ thoát ngay ra các cái rãnh to. Và cái việc mà làm luống thì chúng ta cũng không nên làm luống quá to để cho làm sao mà khả năng nó giữ nước được ít nhất. Chúng ta chỉ làm luống làm sao khoảng 60-80cm. Chúng ta không nên làm luống quá rộng. Luống quá rộng sẽ dẫn đến cái khả năng giữ nước và như vậy sẽ gây đến hiện tượng mà cây nó bị úng nước. Sau khi lên luống cao, kích thước luống phù hợp với từng chủng loại rau trồng, bà con nên tiến hành che phủ. Theo Thạc sĩ Điệp, có hai hình thức là che phủ trên mặt luống và che phủ trên rau. Đối với che phủ ở trên mặt luống thì chúng ta có thể sử dụng các cái vật liệu để che phủ như là ni lông. Ni lông thì chúng ta sử dụng cái ni lông hai mặt để chúng ta che phủ ở luống đất. Và chúng ta lưu ý là chúng ta che kín luống. Cái ni lông này sẽ thứ nhất là nó sẽ giữ được cái độ ẩm ở trong đất, thứ hai nữa là nó hạn chế cỏ dại, thứ ba nữa là nó hạn chế cái phần mà phân bón bị bốc hơi. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái phế phẩm nông nghiệp như rơm rạ, chấu để chúng ta phủ ở trên mặt luống. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Điệp cho biết, sau những cơn mưa lớn rồi trời nắng lên sẽ làm đất đóng váng, cây phát triển kém. Việc sử dụng măng phủ hay vật liệu che phủ sẽ hạn chế vấn đề này. Nếu có điều kiện sử dụng vật liệu che phủ hữu cơ sẽ là tốt nhất. Loại vật liệu này sau khi phân hủy còn tạo độ mùn, tơi xốp, cải thiện tính chất lý hóa học của đất trồng. Ngoài cái việc mà che phủ ở trên mặt luống thì chúng ta còn lưu ý là chúng ta che phủ ở trên rau. Đối với lại cái việc che phủ trên rau ấy thì bà con lưu ý là chúng ta có thể sử dụng nhiều các cái vật liệu để che phủ. Thứ nhất là đây là cái màng Bastnai. Cái màng này chúng ta có thể che phủ để hạn chế côn trùng và hạn chế cái mưa rào nó gây ra. Ngoài sử dụng màng Bastnai che phủ thì chúng ta có thể sử dụng các cái vật liệu khác để chúng ta che phủ cho rau. Đó là chúng ta che phủ bằng ni lông. Ni lông thì chúng ta lưu ý là chỉ che khi trời mưa.
chúng ta khi mà trời nắng thì chúng ta phải gỡ bỏ ni lông lên để cho cây không bị nóng. Ngoài ni lông và màng bastnai thì chúng ta có thể sử dụng lưới trắng để chúng ta che phủ rau, làm hạn chế cái việc mà mưa rào gây cho các rau bị dập lát hoặc bị gãy đổ. Một yếu tố quan trọng nữa để việc trồng rau trong mùa mưa thu được hiệu quả, đó chính là giống trồng. Theo thạc sĩ Điệp, mùa mưa độ ẩm không khí và độ ẩm đất thường cao, sâu bệnh dễ phát sinh. Do đó tốt nhất bà con nên chọn các giống có khả năng kháng bệnh, chống chịu sâu bệnh tốt cũng như khả năng chịu ẩm độ cao như rau muống, rau đay, mồng tơi, rau ngót. Các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, bộ tán gọn cũng là lựa chọn thích hợp. Cùng với chọn giống, bà con cũng cần cung cấp chế độ phân bón hợp lý cho cây. Đối với lại việc bón phân ở trong mùa mưa thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta nên sử dụng nhiều phân hữu cơ. Chúng ta bón lót các cái loại phân hữu cơ như là phân chuồng, phân trâu bò, phân gà, hoặc là chúng ta sử dụng các cái loại phân hữu cơ khác đang có bán ở trên thị trường. Đồng thời chúng ta cũng nên sử dụng các cái loại mà có nguồn gốc hữu cơ như là đậu tương, như là cá, chúng ta ngâm để chúng ta tưới bổ sung cho rau. Nếu sử dụng các cái loại phân hóa học thì chúng ta lưu ý là chúng ta sử dụng cân đối các cái loại đạm, lân, kali, các yếu tố vi lượng để làm cho cây rau được chắc khỏe, hạn chế cái sự xâm nhập của sâu bệnh cũng như là cái điều kiện thời tiết mưa sẽ làm gãy lát các loại rau. Lưu ý, trong mùa mưa, bà con cần hạn chế sử dụng phân đạm bởi loại phân này dễ làm cây mềm, yếu, khả năng chống chịu thời tiết, sâu bệnh kém. Với phân hữu cơ ngâm ủ, theo thạc sĩ Điệp, bà con pha và tưới 10 đến 15 ngày một lần. Lưu ý cần tưới lại bằng nước lã, tránh để phân trên lá làm cháy lá rau. Đối với lại các cái loại rau ăn quả, cụ thể là đối với lại cây mướp này, thì để mà cây đậu được quả ở trong cái điều kiện mùa mưa này thì chúng ta cần phải thụ phấn bổ sung bằng cách là buổi sáng khi mà hoa mướp nở, đây là hoa mướp đực và còn đây là hoa mướp cái, thì chúng ta phải lấy hoa mướp đực chúng ta thụ vào hoa mướp cái. Chúng ta dùng hoa đực chúng ta phết hết bao phấn ở trên hoa cái. Sau đó chúng ta phải sử dụng túi ni lông để chúng ta bao lại cái hoa mà chúng ta vừa thụ phấn. Mục đích là để che cho mưa không làm trôi phấn của hoa chúng ta vừa thụ. Việc bao hoa như này thì chúng ta chỉ cần từ 3 đến 5 ngày khi mà quả đã đậu rồi thì chúng ta có thể bỏ ra. Hoặc nếu như chúng ta muốn phòng trừ con ruồi vàng thì chúng ta có thể để lâu hơn để hạn chế ruồi vàng xâm nhập làm quả bị cong hoặc là bị vẹo vọ. Cùng với thụ phấn bổ sung, những loại rau cần làm giàn, bà con lưu ý làm giàn kiên cố hơn, chắc khỏe hơn để giúp cây chống chịu tốt hơn với những cơn mưa to, gió lốc, từ đó tránh nguy cơ gây dập nát lá, ngã đổ cây. Với việc thực hiện tốt những kỹ thuật nêu trên, theo thạc sĩ Nguyễn Xuân Điệp, vườn rau của bà con sẽ được bảo vệ và có điều kiện sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng suất khi thu hoạch. Toàn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Sao cái thanh long nhà bác lại to như này ạ? Đây, bí quyết của tôi đây.